Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin COVID-19 ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Trung tâm Xét nghiệm ADN Novagen, và tôi là Tiến sĩ Đặng Trần Hoàng. Như quý vị và các bạn đang nhìn trên màn hình thì trong ngày hôm nay cái tổng số ca mắc COVID trên cả nước đã lên tới con số là 9.267 ca. Trong đó riêng ngày tính đến 10 giờ sáng ngày 19 tháng 6 thì chúng ta đã có thống kê được có 94 ca mắc COVID mới. Trong đó hiện nay chúng ta đã ghi nhận được 41 tỉnh thành có ca mắc COVID, và trong số này thì trong ngày hôm nay thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu với số 40 ca mắc COVID mới, và như vậy nâng tổng số cái ca mắc COVID hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh lên đến con số là 1.386, và số liệu cũng sẽ được cập nhật liên tục trong ngày. Và như vậy chúng ta sẽ thấy là cái bản đồ các khu vực mắc COVID cũng đang có sự gia tăng rất là rõ rệt dựa trên các sự phân bố màu sắc như trên mình. Và hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh thì đã có, theo thống kê mới nhất thì đã có 414 điểm cách ly trên toàn thành phố và rải rác hầu khắp các cái quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh và một số huyện ngoại thành. Và hiện nay theo thông tin chúng tôi mới cập nhật thì trong ngày 17 tháng 6 năm 2021 thì thành phố Hồ Chí Minh đã được chính phủ phân bổ thêm 836.000 liều vaccine AstraZeneca. Lô vaccine này thì do hãng AstraZeneca của Anh sản xuất và được chính phủ Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam, và đã được chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh vào sáng cùng ngày. Và tổng số lô vaccine này là 966.320 liều, trong đó thì 836.000 liều sẽ được ưu tiên vận chuyển phân bổ phối cho thành phố Hồ Chí Minh và chiếm khoảng 86%, và số còn lại thì sẽ được phân bố cho các địa phương khác trong cả nước. Và đây chính là cái đợt phân bổ vaccine thứ tư và là đợt lớn nhất từ trước đến nay cho thành phố Hồ Chí Minh. Và dự kiến trong ngày hôm nay 19 tháng 6 năm 2021 thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai tiêm chủng với 1.000 điểm tiêm và kéo dài 5 đến 7 ngày. Và đây được coi là một trong những chiến dịch tiêm chủng lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có thông báo khẩn về việc khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID lớn nhất từ đầu mùa dịch đến nay tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 19 tháng 6. Và theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thì trước khi tiêm, theo quy trình là vaccine khi về đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ được bảo quản tại kho lưu trữ của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và sẽ dành khoảng 48 tiếng để kiểm định tại Viện Kiểm nghiệm vaccine. Sau khi đã có chứng nhận kiểm định đầy đủ, đảm bảo các yếu tố tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng thì vaccine sẽ được phân phối tới các cái điểm tiêm chủng, và dự kiến là tại thành phố Hồ Chí Minh trong đợt tiêm chủng này sẽ có khoảng 1.000 điểm tiêm trên toàn thành phố. Và để thực hiện cái chương trình tiêm vaccine lớn nhất từ đầu mùa dịch đến nay thì trong một thời gian rất ngắn và hạn chế thì theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch huy động tất cả các lực lượng y tế, và không chỉ cái đội ngũ y tế địa phương, các cái trung tâm y tế tuyến huyện, trạm y tế xã, mà thành phố Hồ Chí Minh còn huy động thêm nhân lực từ các bệnh viện tuyến trung ương, các bệnh viện quân đội, công an và y học cổ truyền v.v. Cũng ngay trong sáng hôm nay ngày 19 tháng 6 thì sẽ có khoảng 500 công nhân làm việc tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức sẽ mở đầu cho chiến dịch tiêm chủng vaccine 836.000 liều mà thành phố Hồ Chí Minh vừa nhận được từ chính phủ. Buổi khởi động chiến dịch tiêm chủng sẽ được diễn ra vào lúc 7:30 sáng ngày 19 tháng 6 tại công ty FPT Software thành phố Hồ Chí Minh, tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức. Và theo đại diện Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức cho biết thì theo dự kiến, số lượng công nhân của khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vaccine khởi động sẽ là khoảng từ 400 đến 500 người. Và để đáp ứng cái nhu cầu tiêm chủng an toàn thì Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức đã huy động 5 đội tiêm chủng, mỗi đội gồm 5 người, và dự kiến sẽ tiêm trong vòng một buổi là sẽ hoàn thành cái ngày tiêm chủng đầu tiên. Và trước khi tiêm chủng thì các công nhân đều sẽ được khám sàng lọc, tư vấn đầy đủ về các cái bệnh lý nền, và sẽ có những cái khuyến nghị nên trì hoãn hoặc là không được tiêm, và các cái phản ứng có thể xảy ra sau khi tiêm, cũng như là các cái quy định về giữ khoảng cách, đeo khẩu trang trong suốt quá trình tiêm để vừa đảm bảo cái an toàn khi tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch tại thời điểm hiện nay. Và cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thì trong giai đoạn này, công nhân đang là mối quan tâm hàng đầu của chính phủ trong việc được ưu tiên tiêm vaccine, đặc biệt là lực lượng làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhằm đảm bảo cho sự vận hành các chuỗi sản xuất được thông suốt. Bởi vì như chúng ta đã biết là hiện nay một số tỉnh thành phố lớn trên cả nước như Hồ Chí Minh,
Bắc Giang, Bắc Ninh đang có một số lượng lớn các cái công ty nước ngoài, và ở đây đã tập trung một số lượng rất lớn các cái công nhân làm việc thường xuyên tại các cái nhà máy. Và theo Thứ trưởng Y tế, Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết thì đây chính là cái lực lượng trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội. Do đó, trong cái bối cảnh hiện nay thì thành phố sẽ dành sự ưu tiên cho nhóm đối tượng này. Và cũng theo cái thông tin từ Thành phố Hồ Chí Minh thì đối với cái lô vaccine 836.000 liều vừa được chính phủ phân bổ thì trong đó sẽ phân bổ 786.000 liều cho các đối tượng theo nghị quyết 21, bao gồm cả trong số 500 công nhân được tiêm sáng ngày hôm nay, và sẽ dành khoảng 30.000 liều để tiêm cho lực lượng quân đội, và 20.000 liều vaccine sẽ được phân bổ cho lực lượng công an, là hai nhóm đơn vị đang tham gia rất là tích cực vào quá trình truy vết cũng như là sàng lọc các cái đối tượng F1, F0 liên quan đến các ca mắc COVID-19. Và ngoài ra các cái nhóm đối tượng ưu tiên này thì sẽ có những cái đối tượng nhóm ưu tiên khác mà cũng nằm trong cái đợt tiêm chủng đợt thứ tư này tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất đó chính là cái đối tượng tuyến đầu phòng chống dịch, là thành viên các ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, truy vết điều tra dịch tễ, tổ COVID cộng đồng, các cái tình nguyện viên, phóng viên sẽ là những cái đối tượng được ưu tiên vaccine. Tiếp theo là các cái nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh. Nhóm thứ ba là các cái thành viên cung cấp dịch vụ thiết yếu như là hàng không, vận tải, du lịch. Rồi nhóm thứ tư là các cái giáo viên và người làm việc tại các cái cơ sở giáo dục, người làm việc tại các cơ quan đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. Nhóm thứ năm chính là các cái người bệnh mang các bệnh mãn tính và nhóm người trên 65 tuổi. Nhóm thứ sáu là những người sinh sống tại các cái vùng có dịch. Nhóm thứ bảy là người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Nhóm thứ 8 là những người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài, cũng sẽ là những nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine trong đợt này. Và một nhóm nữa là các cái đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định, căn cứ dựa trên cái thực tế yêu cầu phòng chống dịch. Và như vậy, cái đợt tiêm vaccine này sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng tại 1.000 điểm tiêm, với cái số lượng là khoảng 200.000 người được tiêm chủng trong một ngày, và dự kiến là đợt tiêm chủng sẽ hoàn thành trong vòng 5 đến 7 ngày. Thì như vậy là chúng ta hy vọng rằng là thông qua cái chiến dịch tiêm chủng vaccine này tại Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng sẽ góp phần ngăn chặn được cái tốc độ lây lan của dịch COVID-19, cũng như là kiểm soát được những cái số lượng lây lan của các bệnh nhân mắc COVID trong cộng đồng. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật các cái thông tin liên quan về chiến dịch tiêm chủng tại Thành phố Hồ Chí Minh trong các cái bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.